Ấn phẩm Die Well của Đức đã viết rằng vào mùa đông, Ukraine có thể không có điện. Điều này sẽ dẫn đến một cuộc di cư hàng loạt của người dân. Mất điện luân phiên đã xảy ra trên khắp đất nước. Vào mùa hè, chúng có lẽ chỉ gây ra một chút bất tiện vì sẽ chỉ gây ra vấn đề thực sự đối với các thiết bị làm lạnh hoặc kho lưu trữ. Tuy nhiên vào mùa đông, tình trạng như vậy có thể dẫn đến một thảm họa quy mô lớn. Một cuộc di cư hàng loạt của hàng triệu người sẽ bắt đầu. Cũng theo tờ báo, Ukraine hiện chỉ có một nửa công suất sản xuất năng lượng và đến mùa đông, tình hình có thể trở nên vô cùng khó khăn. Lực lượng vũ trang Nga bắt đầu tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine vào ngày 10 tháng 10 năm 2022, hai ngày sau vụ tấn công khủng bố trên cầu Crimea mà theo chính quyền Nga, vụ việc đứng đằng sau các cơ quan đặc biệt của Ukraine. Các cuộc tấn công đang được thực hiện nhằm vào các cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc trên khắp đất nước. Kể từ đó, cảnh báo không kích được công bố hàng ngày tại các khu vực của Ukraine, đôi khi trên khắp đất nước. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhiều lần tuyên bố rằng quân đội Nga trong trận chiến với lực lượng vũ trang Ukraine không tấn công các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng xã hội. Cuộc xâm nhập của Ukraine vào khu vực cất của Nga là hợp pháp và nằm trong quyền tự vệ của Kiev. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong phản ứng đầu tiên của ông về cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Ukraine có quyền tự vệ và theo đuổi luật quốc tế. Quyền này không dừng lại ở biên giới. Ông Stoltenberg nói với hãng truyền thông, đồng thời cho biết rằng NATO không được thông báo về kế hoạch của Ukraine trước đó và không tham gia kế hoạch. Tổng thư ký NATO cho biết Ukraine đang phải đối mặt với nguy cơ trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, nhưng việc tiến hành chiến dịch quân sự là do Kiev quyết định. Kiev đã phát động cuộc tấn công xâm nhập lớn qua biên giới vào khu vực Kursk hôm 6 tháng 8, trong khi quân đội Moscow tiếp tục tiến về phía trung tâm chiến lược Pokrovsk ở miền đông Ukraine. Cuộc xâm nhập cũng đã thảo luận trong một cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine hôm 28 tháng 8. Kiev đã yêu cầu cuộc họp này giữa làn sóng tấn công bằng không quân lớn nhất của Moscow vào nước láng giềng. Hội đồng tập hợp các thành viên của Liên minh quân sự phương Tây và Ukraine được thành lập năm ngoái để tạo điều kiện phối hợp chặt chẽ giữa Liên minh và Kiev. Hôm 30 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông tin rằng trong cuộc giao tranh ở khu vực biên giới vùng Kursk, các đơn vị quân đội Nga đã tiêu diệt hơn 7.800 quân nhân Ukraine, 75 xe tăng, 36 xe chiến đấu bộ binh, 64 xe bọc thép chở quân, 15 bệ phóng đa nòng hệ thống tên lửa, bao gồm 4 tên lửa HIMARS, MLRS. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Zelensky thừa nhận rằng với cuộc tấn công khu vực Kursk, Kiev muốn chuyển hướng lực lượng vũ trang Nga khỏi các hướng khác, chủ yếu là từ Krasnoyarmeysk ở Donetsk. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga hôm 30 tháng 8 cho biết quân đội nước này đã kiểm soát được 3 khu định cư ở miền đông Ukraine. Nga gọi chiến dịch Kursk của Ukraine là hành động khiêu khích lớn và tuyên bố sẽ trả đũa. Theo RT, tuần qua xung đột ở Ukraine đã chứng kiến giao tranh dữ dội dọc theo tuyến đầu, với các hoạt động mạnh mẽ nhất vẫn tiếp diễn ở các khu vực biên giới của vùng Kursk của Nga, cũng như ở khu vực Donetsk, DPR. Các lực lượng Nga cũng đã xoay sở để đạt được những thành quả mới ở khu vực Lugansk, LPR. Bộ Quốc phòng nước này hồi giữa tuần đã tuyên bố giải phóng Telmakhovka, một ngôi làng lớn nằm ngay phía đông biên giới giữa LPR và vùng Kharkov của Ukraine. Ngôi làng được phòng thủ nghiêm ngặt này từng là thành trì chính của Ukraine trong khu vực, với việc ngôi làng này thất thủ có khả năng mở đường cho quân đội Nga tiếp cận sông Oskol, nằm cách đó khoảng 15 km về phía tây. Nếu lực lượng của Moscow có thể tiếp cận được, lực lượng Ukraine sẽ bị cắt làm đôi trong khu vực, với sự phát triển tiềm tàng có thể buộc họ phải rút lui qua Oskol, kéo dài từ bắc xuống nam và qua vùng Kharkov. Quân đội Nga đã đạt được những thành quả mới ở DPR, tiếp tục tiến về phía tây bắc thị trấn Okhiritino, từng là trung tâm hậu cần quan trọng và là thành trì chính của quân đội Ukraine, nơi họ đã không thành công trong nỗ lực ngăn chặn lực lượng của Moscow sau khi Avdiivka thất thủ vào đầu năm nay. Mặt khác, các lực lượng Nga cho biết họ đang tiến gần hơn đến thành phố Poprov ở miền đông Ukraine, một trung tâm vận chuyển và sơ tán chiến lược. Thành phố này nằm trên một tuyến đường tiếp tế quan trọng nối liền miền trung Ukraine với các thị trấn lớn ở phía đông. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trước đó hôm 30 tháng 8 rằng quân đội nước này đã kiểm soát được 3 khu định cư ở miền đông Ukraine. Nga gọi chiến dịch Kursk của Ukraine là hành động khiêu khích lớn và tuyên bố sẽ trả đũa. Cụ thể, trong tuần qua, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía Tây trong khu vực, đồng thời mở rộng vùng kiểm soát về phía Bắc và phía Nam trục tiến công chính của họ. Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố kiểm soát được các ngôi làng Olovka, Nikolaevka, Kamisevka và Meyevoe nằm ở phía Tây Nam Okhiretino.
Diễn biến này có nghĩa là quân đội Nga đã đến gần thị trấn Selidovo và Novgorodovka, cũng như tiến về phía thành phố Bobrov, còn gọi là Krasnoarmey, khu định cư lớn cuối cùng do Ukraine kiểm soát trong khu vực. Trong một thời gian dài, tình hình ở Donbass được coi là khó khăn nhưng có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, hiện tại có vẻ như lực lượng phòng thủ của lực lượng vũ trang ở Donbass đã sụp đổ. Sĩ quan tiểu đoàn Azov của Ukraine Roman Ponomarenko viết trên kênh Telegram của mình. Lực lượng của Ukraine vô tổ chức, quân đội mệt mỏi, suy yếu, nhiều đơn vị mất tinh thần. Quân tiếp viện nhận được về cơ bản là bận rộn, không giúp ích được gì, mà ngược lại còn làm phức tạp thêm công tác chiến đấu của các đơn vị. Phía Nga thì không, đột phá sâu vì quân của họ cũng kiệt sức như của chúng ta. Tuy nhiên, họ vẫn giữ được lợi thế về số lượng đáng kể và có kho đạn dược dự trữ không giới hạn. Chúng ta chưa thể ngăn chặn được. Ponomarenko viết, ông cũng như các nhà phân tích khác cho rằng tình hình kỷ luật trong quân đội Ukraine rất kém. Ponomarenko viết, bây giờ tình hình đang trên bờ vực và việc buộc phải huy động bổ sung chỉ khiến tình hình trở nên sâu sắc hơn. Sĩ quan nghi ngờ rằng bộ chỉ huy của chúng tôi có một kế hoạch toàn cầu nào đó cho tất cả những điều này. Sĩ quan Azov đề xuất áp dụng một số kinh nghiệm của Đức từ Thế chiến thứ hai, chẳng hạn ổn định mặt trận sau những thất bại lớn, ví dụ sau chiến dịch Bagration năm 1944. Đồng thời, ông thừa nhận những quyết định này chỉ mang lại tác dụng ngắn hạn và chỉ trì hoãn thất bại chung. Trước đó, tạp chí Forbes viết rằng Kiev đã thất bại trong nhiệm vụ đánh lạc hướng Liên bang Nga khỏi Donbass bằng cuộc tấn công ở Kursk. Giữa lúc khói lửa ngột trời ở Kursk, Nga vẫn điềm tĩnh dồn sức vào Pokrovsk, đặt quân đội Ukraine vào tình thế nguy ngập chưa từng thấy. Nếu Nga đánh chiếm thành công thị trấn chiến lược này, thế trận Ukraine đứng trước nguy cơ sụp đổ dây chuyền đầy nguy hiểm. Các lực lượng Nga đang khép chặt vòng vây đối với Pokrovsk, trung tâm hậu cần trọng yếu của quân đội Ukraine ở miền đông Ukraine. Thị trấn này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tế cho binh sĩ Ukraine chiến đấu chống lại lực lượng Nga. Giới chuyên gia gọi thị trấn này là cứ điểm chắc chắn cuối cùng của Ukraine trong cuộc đối đầu với cuộc tiến công của Nga ở miền đông. Nga đang dồn nguồn lực của mình vào việc tiến hành đánh Pokrovsk, thị trấn có 60.000 dân. Quân đội Nga đã tạo được một khúc lồi tiến sát vào Pokrovsk trong bối cảnh quân đội Ukraine vẫn đang chiếm giữ đất của Nga tại tỉnh Kursk. Thị trấn Pokrovsk là nơi hội tụ nhiều tuyến đường bộ lớn cũng như tuyến hậu cần quan trọng. Các chuyên gia cho biết, Pokrovsk giữ vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo hậu cần cho lực lượng Ukraine trên khắp vùng Donbass. Nhà phân tích George Barros thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK ở Washington trả lời phỏng vấn New York Post vào hôm 29 tháng 8 rằng thị trấn nằm ở giao lộ của một số tuyến đường quốc lộ trọng yếu như mạch máu đảm bảo đạn dược, lương thực, thuốc men và những hàng hóa quan trọng khác cho lực lượng tiền tuyến. Theo nhà nghiên cứu Barros, Pokrovsk là cứ điểm đô thị phòng ngự tốt cuối cùng của Ukraine để bảo vệ khu vực Tây Nam Donetsk. Tatarigami, nhà phân tích quân sự sáng lập của Frontalligence Insight, viết trên mạng xã hội X, hiện chỉ có hai nơi ở Donbass đáp ứng được vai trò hậu cần huyết mạch, đó là thị trấn Pokrovsk và thị xã Kramatorsk. Tầm quan trọng của Pokrovsk vượt ra ngoài những kết nối đường sắt, đây còn là những đầu mối giao thông đường bộ giúp vận tải và phân phối hàng hóa. Nga từ lâu đã nhắm vào con đường bộ H-20 nối Pokrovsk và Kostiantynovka. Tuyến đường sắt này mà bị cắt, việc tiếp tế cho binh sĩ Ukraine ở khu vực Bakhmut, Holivka sẽ trở nên tệ hại. Bất Pokrovsk sẽ đe dọa hậu cần của khu vực này từ Vuleda tới Holivka. Trước các hoạt động quân sự dồn dập của Moscow, Kiev đã bắt đầu sơ tán ồ ạt cư dân tại các thị trấn lớn này của miền đông nam Ukraine. Hậu quả khủng khiếp với Ukraine nếu Nga đè bẹp được cứ điểm này. Nếu như Nga đột phá thành công, thì việc nghiền nát cứ điểm này sẽ trở thành một trong những thắng lợi lớn nhất mà họ giành được trong nhiều tháng qua. Trong bối cảnh xung đột Ukraine khá giằng co suốt 2 năm rưỡi qua, theo John Hardy, phó giám đốc chương trình Nga tại Quỹ phòng vệ dân chủ ở Washington, Mỹ. Ông Hardy nói với New York Post vào hôm 29 tháng 8, nếu Pokrovsk thất thủ, tôi sẽ cho rằng điều này sẽ phức tạp hóa hoạt động phòng ngự của Ukraine ở khu vực đó của tỉnh Donetsk. Khi ấy, tôi nghĩ là quân đội Nga có thể thọc xuống phía Nam, cố gắng đánh bật quân đội Ukraine ra khỏi đây. Một nhà quan sát quân sự đánh giá, việc Pokrovsk thất thủ sẽ làm thảm họa nghiêm trọng ở cấp độ chiến dịch đối với Ukraine và làm bung ra vô số vấn đề cho Ukraine như cắt đứt tuyến hậu cần của họ và tạo ra điều kiện cho đối phương tiến nhanh hơn ở miền đông. Nhà phân tích Barros bổ sung, nếu thiếu hậu cần tốt, thực sự rất khó có được lực lượng chiến đấu hiệu quả và đảm bảo sức chiến đấu cao. Binh sĩ chỉ mạnh khi được trang bị đầy đủ, cung ứng đầy đủ, được có những phương tiện vật chất cần thiết để chiến đấu. Ông Barros dự báo, Nga sẽ huy động thật nhiều nguồn lực để tiến đánh Pokrovsk. Ông nhận định rằng Nga sẽ ra sức bào mòn sức chiến đấu của quân đội Ukraine trước khi đánh chiếm Pokrovsk.
Chiến sự chưa thực sự diễn ra tại thị trấn Pokrovsk, nhưng giao tranh ác liệt đã nổ ra tại thị trấn và ngôi làng nhỏ xung quanh Pokrovsk. Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận vào đêm 28 tháng 8, tình hình cực kỳ khó khăn, những lực lượng lớn nhất của Nga, những nỗ lực quân sự chủ chốt của họ đang tập trung tại đó. Tính đến ngày 29 tháng 8, lực lượng quân sự Nga đã tiến tới vị trí chỉ cách Pokrovsk có 9,6 km. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine trong bản cập nhật hôm 29 tháng 8 cho biết, tình hình chiến sự Ukraine hiện nay là nóng nhất ở khu vực Pokrovsk. Họ cho hay, chỉ trong riêng ngày 29 tháng 8, đã có hơn 23 nỗ lực riêng rẽ của đối phương tấn công vào vị trí của quân đội Ukraine trên hướng này. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sinsky phát biểu trong một thông cáo, giao tranh thực sự khốc liệt, đối phương tung vào trận, mọi thứ có thể di chuyển được, cố gắng phá rối hệ thống phòng ngự của quân đội chúng tôi. Trong hoàn cảnh đó, nhiệm vụ chính của chúng tôi là củng cố phòng tuyến ở những nơi khó khăn nhất của mặt trận, đảm bảo cung cấp cho các lữ đoàn đủ đạn dược và các loại khí tài. Đòn tấn công từ máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất FPV của Nga khiến xe tăng Ukraine hoạt động ở cớt nổ tung. Theo hãng tin RT, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh vụ tấn công được Lữ đoàn Bộ binh Hải quân cận vệ số 810 của Nga công bố trên mạng xã hội hôm 27 tháng 8. Đây là lực lượng huy động để ngăn chặn cuộc xâm nhập của Ukraine vào vùng cớt của Nga. Bộ Quốc phòng Nga hôm 28 tháng 8 cũng đã xác nhận đoạn video và cho biết cuộc tấn công diễn ra ở vùng cớt. Chiếc xe tăng của Ukraine được một số hãng truyền thông xác định là T-72M1 đã bị đưa vào tầm ngắm của FPV Nga khi nó xuất hiện ở vùng đất trống gần làng Onkovka, cách thị trấn biên giới xuất ra khoảng 30 km, nơi các lực lượng Kiev đang chiếm đóng. Trong video, xe tăng Ukraine vừa di chuyển vừa bắn đạn từ súng chính, rồi đứng yên trên con đường đất. Sau đó góc nhìn từ chiếc FPV cho thấy phương tiện này đang lảng vảng đến điểm yếu ở phía sau của tháp pháo xe tăng. Toàn cảnh của tấn công được một UAV khác ghi lại. Ngay khi FPV của Nga lao thẳng vào xe tăng Ukraine, cú va chạm đã gây ra một vụ nổ lớn, thổi bay tháp pháo khỏi thân chính đi vài mét. Chiếc xe sau đó bị nhấn chìm trong biển lửa và bị phá hủy do vụ nổ thứ cấp. Đoạn video không đề cập tới thông tin kíp lái có đang điều khiển chiếc xe tăng Ukraine vào thời điểm bị tấn công hay không. Các FPV có thể được sử dụng để phá hủy hoàn toàn những phương tiện đã bị vô hiệu hóa và bị bỏ rơi trên chiến trường, từ đó khiến đối phương không thể thu hồi và sửa chữa. Kiev đã điều động hàng nghìn binh sĩ tấn công vùng cớt của Nga hôm 6 tháng 8. Ước tính thiệt hại của quân đội Ukraine trong chiến dịch này là hơn 6.600 binh sĩ, 73 xe tăng, hàng trăm phương tiện quân sự và hàng chục vũ khí hạng nặng.